Nay giới thiệu các bạn một cái amplay thuộc cái dòng cao cấp của Marantz, đó là Marantz 19, Marantz BM19. Thì Marantz những cái dòng mà hai số thường là những dòng cao cấp nhé các bạn. Đó là những dòng như là 19, 17, 15, 14, 13, 11 và 10. Thì càng số nó càng lùi thì nó lại càng cao. Thì cái con Marantz BM19 này nó được sản xuất những năm 97 với cái mức giá thời điểm nó cũng khoảng bằng 1.000, 2.000, 3 đô gì đó. Thì cái con này thì nó có cái thiết kế rất là đẹp, và đặc biệt hôm nay mình có một cái remote kèm theo. Tuy là không phải remote của hãng Marantz mà remote của hãng Philips, nhưng mà nó bấm được các chức năng lớn nhỏ và chuyển cổng nha. Đây các bạn thấy này, di chuyển này, lớn nhỏ này, chuyển cổng này. Chuyển cổng thì tùy cổng nha, có những cái cổng trên máy này nó không có, nhưng mà trên cái remote này nó có, thì chúng ta bấm nó không ăn. Mà ví dụ như đây. Đó. Rồi. Nói chung là đó, nó được cổng tuner, cổng tép 1, tép 2. Đó. Cổng CD tuner. Đó, nó nói chung là remote không phải của hãng, nhưng mà mình tặng theo luôn, nên nó không phải là đủ hết chức năng, tuy nhiên lớn nhỏ là được. Cái này rất là quan trọng, như lúc các bạn ngồi ở xa mà chúng ta muốn nghe nhỏ lại thì chúng ta cần phải có remote. Rồi. Phía trước của nó thì nó có một cái nút nguồn ở giữa. Đó, khi chúng ta bật nguồn lên thì nó có một cái đèn xanh thông báo. Nút speaker để chúng ta mở loa, tắt loa. Tép là như nãy mình nói là để chúng ta chuyển cổng 1, 2. Đó. Đây. Đó, cái nút này chúng ta nhấn là nó thay đổi với nhau thôi nha. Đó. Rồi. Dòng Marantz như hôm trước giờ mình nói thì nó có thiết kế gọi là omnibalance, có nghĩa là nó thiết kế cân đối. Bên này nó cúc nút này thì bên này nó sẽ có nút đối xứng. Rồi, nút nguồn sẽ nằm giữa. Đó. Và cái logo nó cũng nằm ở giữa luôn. Logo đằng này thì nó in chìm, nó khó thấy. Con này nó có phiên bản màu vàng nữa, tuy nhiên hôm nay thì mình chỉ có màu đen thôi. Giá là 7.500.000 nha các bạn. Mặt bên trong rất là đẹp. Dòng Marantz này nó có một cái công nghệ gọi là HDAM. Vì bạn cứ nhầm vào HDMI. HDAM là công nghệ High Dynamic Audio Machine, công nghệ xử lý âm thanh động rất là hay. Nó giảm nhiễu và nó cho âm thanh nó trung thực rất là nhiều. Các bạn có thể nghiên cứu trên Google. Made in Japan, sản xuất tại Nhật Bản. Công suất là 170W, công suất đo loa là 120 cho loa 8 ohm và 160 cho loa 4 ohm một cặp nha. Nó được loa từ 4 đến 16 ohm. Rồi. Bây giờ mình sẽ test nha. Điện của nó là điện 100V nha các bạn. À, bên mình có bán dây Acofy này này. Bây giờ mình thử dây này nha. Dây này là 1.1 triệu nha các bạn. Dây vải. Các bạn nào có nhu cầu USB và ổ cứng thì liên hệ mình. Bên mình có bán ổ cứng chip sẵn nhạc là 1.000GB giá 2 triệu. Còn USB là 800.000, 128GB. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mà Nguyên Hùng Audio up lên mỗi ngày. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái kênh tiếp theo. Cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca bài tình ca của em là dòng sông nước
trong say. Bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách xa xôi. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm, nhớ cơn mưa chiều rì rào qua sông. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, mang cả dòng sông bỗng phút trong sẽ quay về nguồn. Đêm ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp thăm. Tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đa. Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh. Bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách xa xôi. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm, chiều rì rào qua sông. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, mà cả dòng sông bỗng phút trong sẽ quay về nguồn. Đêm ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tham. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tham.
vì vợ chồng hạnh phúc. Do tình du những ưu phiền thành những bài ca nhắc nhau về ngày tháng ân tình với mãi trong đời là những đại dương mến vô cùng để ta còn yêu mãi nhau. Ta còn yêu mãi nhau.